Chương 91 Tấn ảnh lùi báo phần 1. Huyền Thiên xích hổ kia, trái bộ nhào, hữu bộ nhào, chính là bắt không được Ali đang là tức giận. Phát hiện Ali cực kỳ nhanh nứt ra ngoài, dây trên bạo phai một người lập tức sừng bước chân, cảnh giác nhìn Diệp Thần, dường miệng to như chậu máu. Phát ra trận trận gầm nhẹ, nó cảm giác trên người Diệp Thần nổ ra một cỗ hơi thở làm nó sợ hãi. Đối mặt cấp 9 Huyền Thiên xích hổ, Diệp Thần tỏ vẻ vô cùng cẩn thận. Thực lực Huyền Thiên xích hổ so sánh với Vân Dịch Quyền, Ngưu Lão Nhị những người này cường hãn hơn. Thậm chí cấp bậc Vân Dịch Dương cùng vết thương Huyền Túc Công ngang nhau. Diệp Thần triển khai giá thế, vận chuyển huyền khí cơ thể, lấy mộc sinh hỏa, hỏa hệ huyền khí trong cơ thể liên tục không ngừng. Xem ra Huyền Thiên xích hổ này sợ rằng khó tránh một cái cuộc ác chiến. Ali, người hại ta thảm a. Diệp Thần cười khổ nói, lấy thực lực hắn bây giờ đối phó cấp 9 trung kỳ yếu tố vẫn là kém một chút. Xeo xeo, Ali như nói cái gì? Diệp Thần hơi sững sờ, người là để cho ta thu phục nó. Ali dùng sức gật đầu, trong con người thủy uông uông chán bóng một cái tia thần tái hưng phấn. Diệp Thần chợt nhớ, đúng rồi, thần hồn, nghe nói huyền thú có thể tu luyện hồn niệm, dễ dàng khống chế yêu thú. Không biết thần hồn của hắn có thể khống chế thiên xích hổ này hay không. Thực lực của mình so sánh với Huyền Thiên xích hổ thấp hơn, có thể khống chế được nó hay sao? Suy nghĩ một chút không ngại thử một lần rồi nói. Diệp Thần khẽ quát một tiếng, thần hồn cương đại hướng Huyền Thiên xích hổ bao vây lấy. Huyền Thiên xích hổ đang từng bước tới gần, đột nhiên cảm giác một cỗ hồn niệm cương đại quét ngang tới, làm nó sợ tới bốn chân thẳng run lên. Hồn niệm cương đại như vậy chỉ có huyền thú trong truyền thuyết mới có thể có. Nó há miệng run rẩy đứng ở nơi đó không dám nhúc nhích. Hổ ở thế giới kiếp trước kia chính là vua của bách thú, nhưng ở cái thế giới này coi như không là gì. Trong rừng yêu thú so sánh với bọn chúng cường đại nhiều lắm. Bất quá một con huyền thiên xích hổ cấp 9 cũng tương đối cao. Huyền thiên xích hổ này cảm giác tới hồn niệm của mình lại bị làm cho sợ tới bốn chân run lên, một bước không dám bước, cũng làm Diệp Thần có chút kinh ngạc. Yêu thú sợ nhất chính là hồn niệm. Những lời này thật đúng một chút không sai. Hắn thật là dùng thần hồn đánh vào đầu Huyền Thiên Xích Hổ, phát hiện hồn niệm Huyền Thiên Xích Hổ kia chỉ nhỏ như quả đấm. Thì ra hồn niệm của yêu thú chỉ một chút như vậy, so sánh lúc trước hắn gặp phải đầu yêu lang màu đỏ kia yếu không biết bao nhiêu. Như vậy xem ra đầu yêu lang màu đỏ kia hẳn là một con huyền thú. Yêu thú hồn niệm chỉ có một điểm như vậy, hẳn là vô cùng dễ dàng khống chế. Bất quá phải thế nào mới là khống chế được Huyền Thiên Xích Hổ? Ali run run, lỗ tai giật mình muốn biểu đạt ý tứ. Nguyên lai là vậy. Diệp Thần có chút hiểu, hắn em thần hồn của mình phân ra một cái đạo hồn niệm bám vào hồn niệm của Huyền Thiên Xích Hổ. Chỉ cần mình làm sơ chỉ thị, đạo hồn niệm kia lộ bung, hồn niệm của Huyền Thiên Xích Hổ bị tan mà chết. Đem đạo hồn niệm bám vào hồn niệm của Huyền Thiên Xích Hổ, Diệp Thần đem thần hồn của mình trở lại. Nếu hắn có ý kiến gì, có thể thông qua hồn niệm của mình đem tin tức chuyển tới cho Huyền Thiên Xích Hổ. Làm xong hết thảy, Diệp Thần thở phào nhẹ nhõm, hướng về phía trước nhìn, đầu Huyền Thiên Xích Hổ vạm vỡ vô cùng kia lại là dịu ngoan gục ở mặt đất, cái đuôi cao cao giơ lên có tiết tấu lay động. Diệp Thần cảm nhận được Huyền Thiên Xích Hổ thuần phục, lòng vui mừng. Thực lực Huyền Thiên Xích Hổ tương đương cấp 9 trung kỳ cao thủ nhân loại, Diệp Gia Bảo tương đương trống rỗng nhiều hơn một cái cấp 9 trung kỳ siêu cấp cao thủ, hơn nữa còn là chủng loại hung mãnh không sợ chết tuyệt đối trung thành. Cái này quá là sung sướng. Ali quả thực là phúc tinh của mình. Diệp Thần nhịn không được đem Ali bế lên. Trên mặt Ali hung hăng hôn một cái, da lông toàn thân Ali nháy mắt trở nên đỏ bừng. Bạch Hồ lại hẹn, hẳn là lại thẹn thùng. Ali, ta có thể thuần phục mấy con yêu thú. Diệp Thần phát hiện thuần phục yêu thú thoạt nhìn đơn giản, chỉ cần phân ra một đạo hồn niệm là được. Ali vươn ra hữu trảo mập mạp, năm đầu ngón tay giật giật, năm con, cách kia không tệ. Diệp Thần cười cười, Ali lắc đầu, muốn tiếp tục sở hữu trảo, làm đầu ngón tay giật giật, một con. Diệp Thần buồn bực, Ali gấp gáp cua cửa đầu, tiếp tục vườn hữu trảo mập mạp, hai con, ba con. Diệp Thần nghi ngờ hỏi cho tới lúc ba con, lúc này Ali mới gật đầu nhỏ. Nhìn hữu trảo mập mạp của Ali, Diệp Thần rốt cuộc có chút hiểu. Mỗi lần Ali vươn ra ba đầu ngón tay, nhưng mà móng vuốt mập đô đô, hai cái đầu ngón tay lại làm sao cũng không thỏa thuận, mới biến thành bộ dáng lần này, để cho Diệp Thần không khỏi có chút bật cười. Ba con yêu thú vậy là đủ, Diệp Thần hưng phấn nói. Diệp Gia Bảo bằng không, không nhiều sát ba cái hộ vệ cấp 9, điều này có thể để cho hắn hưng phấn ra sao? Diệp Thần tiến về sau, vỗ vỗ sau lưng Huyền Thiên Xích Hổ. Thể trạng Huyền Thiên Xích Hổ này tương đối cường tráng, hình thể khổng lồ, yêu thú không thể tu luyện huyền khí, nhưng chỉ vào dựa thân thể cũng không kém hơn nhân loại cấp 9 cao thủ thi triển cường khí hộ thể. Hơn nữa
Lúc Huyền Thiên Xích Hổ công kích có thể mang theo một cái cỗ lực lượng hỏa diễm thiên nhiên. Gọi Huyền Thiên Xích Hổ quá phiền toái, gọi người là gì tốt đây? Diệp Thần suy nghĩ một chút, vẫn là suy nghĩ một cái tên tương đối đơn giản. Sau này gọi người là Đại Mao đi. Huyền Thiên Xích Hổ vô cùng nhu thuận theo. Ở nó xem ra Diệp Thần nghiêm nhiên trở thành siêu cấp huyền thú. Nó dám phản kháng Diệp Thần ra lệnh, quả thực muốn chết. Hơn nữa nó phát hiện trong đầu Diệp Thần lúc nãy một cái tia hồn niệm kia. Nếu Diệp Thần nổ tung hồn niệm, nó chết không nghi ngờ. Những yêu thú này không giống nhân loại, có trí khôn phức tạp như thế. Đầu nó là một loại ý niệm, sau này Diệp Thần là chủ nhân nó. Ali, chúng ta tiếp tục đi tìm yêu thú thứ hai. Diệp Thần hưng phấn nói, mang theo Ali ở trong Liên Vân Sơn Mạch chạy nhanh. Còn Huyền Thiên Xích Hổ kia thật chặt đi theo sau Diệp Thần. Ở trong Liên Vân Sơn Mạch tìm tòi 2 giờ, yêu thú cấp 9 trở lên không có phát hiện. Cấp 8 định phòng phát hiện mấy cái, nhưng mà đã là cấp 9 Huyền Thiên Xích Hổ lại đi bắt cấp 8 yêu thú, quá không có lời. Dù sao cũng chỉ có thể bắt 3 con. Chương 92, Tấn Ảnh Lôi Báo phần 2. Một hồi nữa trời sẽ sáng, suy nghĩ một chút vẫn là đợi thời gian đi tìm. Một bên hướng Diệp Gia Bảo chạy nhanh, một bên thần hồn quét ngang. Đúng lúc này một cái bóng màu vàng đang trong bụi cỏ phía trước. Thần hồn Diệp Thần nhanh chóng khóa nó. Rất vui mừng là một cái con Tấn Ảnh Lôi Báo cấp 9. Tấn Ảnh Lôi Báo này lấy tốc độ chứ danh, hành động nhanh như sấm, hơn nữa còn phụt lên huyện lôi công kích. Trước kia có cấp 8 Tấn Ảnh Lôi Báo tấn công Diệp Gia Bảo, bị mấy người phụ thần xuất thủ mới đánh lui. Hơn ngàn tộc nhân lại không đem cái con Tấn Ảnh Lôi Báo kia bắt được, hoặc là giết chết sự xuất bị nó trốn thoát. Tấn Ảnh Lôi Báo đang truy kích một con yêu thú cấp 7, cuối cùng không nhanh bằng thần hồn của Diệp Thần, bị thần hồn của Diệp Thần khóa, cùng với Huyền Thiên Xích Hổ sống nhau, ngã sấp xuống đất, cổ run lên không dám động. Diệp Thần bay vút tới, rơi bên cạnh Tấn Ảnh Lôi Báo, nhìn Tấn Ảnh Lôi Báo gục trên mặt đất khẽ mỉm cười. Tánh tình trẻ con bay lên khá ngịu ngượng nói: "Bộn yêu vương mộ binh ngươi, sau này đi theo bộn yêu vương cho ngươi nhậu nghẹt ăn ngon." Không biết yêu vương là một loại xưng hô gì, bất quá tùy tiện sử dụng cũng không có ý gì. Không đợi Tấn Ảnh Lôi Báo có điều phản ứng, một đạo hồn niệm Diệp Thần phân trên hồn niệm Tấn Ảnh Lôi Báo. Tấn Ảnh Lôi Báo này cũng trở thành hộ vệ của Diệp Thần. "Ngươi gọi là Nhị Mao đi, có thời gian lại tìm tiểu đệ Tam Mao của ngươi, đem Tấn Ảnh Lôi Báo này thu phục." Diệp Thần nhìn sắc trời một chút, trời đã sáng, cho nên về Diệp Bảo rồi. Suy nghĩ một chút, nên để Đại Mao cùng Nhị Mao trong núi rừng hay mang về Diệp Gia Bảo. Suy nghĩ một chút, sau này nếu hắn đi đế đô, Diệp Gia Bảo lại nhất định phải có người thủ vệ. Hắn không chừng đem Đại Mao và Nhị Mao để lại Diệp Gia Bảo, vẫn là thừa dịp bây giờ khiến chúng cùng tộc nhân nhiều quen một chút. Diệp Thần nhìn thoáng qua Huyền Thiên Xích Hổ cùng Tấn Ảnh Lôi Báo bên cạnh, trầm giọng nói: "Bổn yêu vương mang bọn người đi Diệp Gia Bảo. Diệp Bảo bại này là nhà của bổn yêu vương. Nếu các người dám ở bên trong Diệp Gia Bảo đả thương người, bổn yêu vương mới các người một lớp da trưng thịt ăn." Huyền Thiên Xích Hổ cùng Tấn Ảnh Lôi Báo đều là cấp 9 yêu thú, có chút thông nhân tính, nghe được Diệp Thần nói run run một chút cúi đầu. Ai oán mới tiến giống như là trả lời Diệp Thần: "Tìm rằng các người cũng không dám. Sau này lúc bổn yêu vương không có ở đây, các người phải bảo vệ Diệp gia tộc nhân biết không?" Diệp Thần vỗ sau lưng Đại Mao cùng Nhị Mao: "Đi thôi, về bảo." Mới bắt 2 con cấp 9 yêu thú thì cũng tương đương là 2 cái cấp 9 trung kỳ cao thủ. Diệp Thần không khỏi cảm thấy hưng phấn. Tia nắng ban mai hơi lộ xa, ánh sáng mặt trời chiếu trên tường thành. Bên ngoài Diệp Gia Bảo, trên tường thành có mấy tộc nhân đang qua lại tuần tra. Bọn họ lơi xa dõi mắt thấy có một cái đầu Huyền Thiên Xích Hổ cùng Tấn Ảnh Lôi Báo cùng nhau tới. Đường đường chung báo động Diệp Gia Bảo ngân vang: "Nhanh một chút báo cho tộc trưởng có yêu thú xuất hiện." Một đám tộc nhân nhanh chóng tụ tập. Đám người Diệp Thương Huyền, Diệp Chiến Thiên nhanh chóng chạy xa. Ngày hôm qua Diệp Thương Huyền bị chút vết thương nhẹ, điều dưỡng một tối là được. Còn Diệp Chiến Thiên nghỉ cả đêm, lại có đan dược phụ trợ cũng khôi phục nằm thành thực lực. "Có thấy rõ yêu thú gì không?" Diệp Chiến Thiên hỏi thăm tộc nhân. Xa xa nhìn hình như là một cái đầu Huyền Thiên Xích Hổ, còn có một đầu Tấn Ảnh Lôi Báo, nhìn hình thể thật như là cấp 9. Đám người Diệp Thương Huyền, Diệp Chiến Thiên húp ngụm lượng khí, nhìn nhau hoảng sợ. Cấp 9 Huyền Thiên Xích Hổ chẳng qua là cấp 9 sơ kỳ, nhưng ít nhất cũng tương đương với cấp 9 trung kỳ nhân loại. Còn có một cái cấp 9 Tấn Ảnh Lôi Báo thì càng khó dây dưa. Huyền Thiên Xích Hổ cùng Tấn Ảnh Lôi Báo này bình thường là độc lai độc vãng, sao lại gom cùng đi? Diệp Thương Huyền nghi ngờ hỏi, lúc này cũng không khỏi cá quỷ quái, thật nhi không biết đi đâu. Diệp Chiến Thiên chợt phát hiện chuông báo động lần này vang hơi lâu như vậy, thần nhi lại không tới, làm tộc trưởng đây rất là không lên. Hắn nhăn mặt một chút, vội vàng phân phó người phía dưới: "Các người tìm tộc trưởng tới."
Một cao thủ cấp 6 trẻ tuổi cực kỳ nhanh hướng từ viện Diệp Tân chạy. Báo cáo đại bá, ở giữa Huyền Thiên Xích Hổ cùng Tấn Ảnh Lôi Báo kia thật có một người, bất quá căn bản xa không thấy rõ. Người, Diệp Tân Huyền ngạc nhiên. Huyền Thiên Xích Hổ cùng Tấn Ảnh Lôi Báo làm sao cùng người đi cùng một chỗ? Phải biết rằng Huyền Thiên Xích Hổ cùng Tấn Ảnh Lôi Báo đều là yêu thú có tính ăn thịt. Tất cả mọi người khó tin. Tám Diệp Tân Huyền cùng với Diệp Chiến Thiên rối rít nhảy lên tường thành, hướng nơi xa nhìn, quả thật có một con Huyền Thiên Xích Hổ cùng một con Tấn Ảnh Đôi Báo cùng nhau đi tới. Hình thể tuyệt đối là cấp 9. Các tộc nhân hạng nằm trong núi rừng cùng loại yêu thú sao thiệp, điểm nhắm được ấy vẫn phải có. Nhìn nhau hoảng sợ, bọn họ dõi mắt trông về ở giữa Huyền Thiên Xích Hổ cùng Tấn Ảnh Đôi Báo. Quả thật có người. Tu vị Diệp Tương Huyền tương đối cao, thị lực tốt nhất, hắn nhìn về phía kia lại là vẻ mặt khó tin nói: Là thần nhi? Cái gì? Là thần nhi? Điều này sao có thể? Diệp Chiến Thiên kinh ngạc nhìn qua Diệp Tương Huyền, liều mạng hướng bên kia nhìn lại, mặt mũi có chút mơ hồ, thoạt nhìn hình như là thần nhi không sai, nhất là cái điểm trắng trên bả vai vô cùng bắt mắt là con bạch hồ. Là thần nhi, không có sai. Diệp Chiến Thiên rụi rụi con người xác nhận mình không nhìn lầm. Thần nhi sao lại cùng hai con yêu thú ở chung một chỗ? Đây chính là hai con yêu thú cấp 9. Lòng Diệp Chiến Thiên có chút run sợ, nếu hai con yêu thú là cấp 9 khởi sướng cuồng tới, khó có thể tưởng tượng hậu quả gì. Diệp Thần một đường hướng Diệp Gia Bảo đi tới. Vì để tránh cho kinh hãi mọi người, Diệp Gia Bảo hắn quý thả chậm cước bộ. Thấy những tộc nhân hướng mình nhìn sang, lại là liều mạng phất tay muốn để tộc nhân biết là mình. Nhưng mà chuông báo động của Diệp Gia Bảo vẫn là đường đường vang lên, làm hắn buồn bực không dứt. Những tộc nhân kia sao lại có chuông báo động rồi? Chẳng lẽ bọn họ một chút cũng không thấy mình? Cách xa như vậy, Diệp Thần có thể thấy rõ, thấy tộc nhân trên tường thành, nhưng mà tộc nhân kia lại có thị lực tốt như được Diệp Thần sao? Mặc dù thấy hắn phi thường mơ hồ, hơn nữa Huyền Thiên Xích Hổ cùng với Tấn Ảnh Đôi Báo cạnh hắn quá sức bắt mắt. Chương 93. Yêu thú không đáng thương người. Xác nhận là Diệp Thần, mọi người trên tường thành hai mặt nhìn nhau. Tộc trưởng sao lại cùng hai con yêu thú cấp 9 chung một chỗ? Phái người đi qua hỏi thần nhi một chút, đây rốt cuộc là chuyện gì? Diệp Tương Huyền nhìn qua, ánh mắt lạc trên người một tộc nhân cấp 6, Diệp Bình người qua xem thử. Hắn còn phải ở trên tường thành cảnh giới, tránh cho Huyền Thiên Xích Hổ cùng Tấn Ảnh Đôi Báo vọt vào. Diệp Xích Bảo nhiều năm như vậy thường xuyên chống đỡ yêu thú tiến công, bọn họ vẫn tương đối có kinh nghiệm. Diệp Bình có chút run sợ, đây chính là Huyền Thiên Xích Hổ cùng với Tấn Ảnh Đôi Báo. Vạn nhất lúc hắn đi qua, Huyền Thiên Xích Hổ cùng Tấn Ảnh Đôi Báo đột nhiên giữ lên, làm sao bây giờ? Suy nghĩ một chút, nếu mà tộc trưởng cùng với Huyền Thiên Xích Hổ và Tấn Ảnh Đôi Báo đi chung một chỗ, hẳn không vấn đề. Điểm đạm khí ấy hắn vẫn phải có. Mặc dù hắn hủi mình như vậy, nhưng mà lòng hắn vẫn thấp thỏm bất an. Đi ra ngoài, đại môn Diệp Gia Bảo hướng bọn Diệp Thần lao đi. Diệp Thần thấy trên tường thành có người xuống, tăng nhanh cước bộ một chút. Diệp Bình gọi phụ thân ta cùng thúc công đem đại môn Diệp gia mở cửa. Diệp Thần đang xa gọi. Cái tộc nhân gọi là Diệp Bình kia cùng Diệp Thần một hai trăm thước nhìn Huyền Thiên Xích Hổ cùng Tấn Ảnh Đôi Báo đi tới. Cái loại giá thế uy vũ này không khỏi có chút hai chân run lên. Muốn không sợ là giả dối. Lần trước tình cảnh đầu độc sắc tích kia tập kích Diệp Gia Bảo vẫn rõ mồn một trước mắt. Diệp gia nhiều lắm, nhiều tộc nhân như vậy quay công tử thương nhiều mới đánh chết được nó. Có thể thấy được yêu thú cấp 9 kinh khủng bậc nào. Tộc trưởng, làm sao người lại mang hai con cấp 9 yêu thú trở lại? Quá nguy hiểm, không thể để cho chúng vào Diệp Gia Bảo a. Thanh âm Diệp Bình có chút phát run. Cách Huyền Thiên Xích Hổ cùng với Tấn Ảnh Đôi Báo càng ngày càng gần, hắn coi như gan lớn một chút, nhát gan nhìn thấy Huyền Thiên Xích Hổ cùng với Tấn Ảnh Đôi Báo loại cấp 9 yêu thú này, đoán chừng sớm đã bị té ra quần chạy mất. Mặc dù trong Liên Vân Sơn Mạch yêu thú hoành hành, nhưng mà yêu thú cấp 9 tương đối ít, bởi vì thường xuyên trong núi rừng đi lại, bọn họ càng thám thiết cảm nhận được cấp 9 yêu thú kinh khủng. Cấp 7, cấp 8 yêu thú đều chỉ có thể cho vào bụng yêu thú cấp 9 mà thôi. Khoảng cách Huyền Thiên Xích Hổ cùng với Tấn Ảnh Đôi Báo chỉ hơn 10 thước, Diệp Bình cảm giác tim mình đập như muốn ngưng. Diệp Thần thấy Diệp Bình có chút khẩn trương dừng lại hô: Diệp Bình, ngươi không phải sợ, đây là đại mao cùng nhị mao, rất nghe lời, bọn chúng không tổn thương ngươi. Tộc trưởng, cái này không phải đại mao nhị mao gì, đây là Huyền Thiên Xích Hổ cùng Tấn Ảnh Đôi Báo, người vẫn là nhanh để bọn chúng chạy về rừng. Diệp Bình quả thực sắp khóc. Thực lực tộc trưởng mạnh có thể đánh thắng Huyền Thiên Xích Hổ cùng Tấn Ảnh Đôi Báo, nhưng mà tộc nhân khác bên trong báo đánh không lại. Vạn nhất Huyền Thiên Xích Hổ cùng với Tấn Ảnh Đôi Báo bên trong Diệp Gia Bảo hùng tính nổi lên thì phải làm sao? Thấy bộ dáng Diệp Bình, Diệp Thần không khỏi cảm thấy buồn cười.
muốn để tộc nhân tiếp nhận hai cái con cấp 9 yêu thú vẫn là có chút khó khăn. Để xem phụ thân cùng Túc Công nói thế nào một chút. Hắn hô: "Ngươi trở về nhắn phụ thân ta." Theo chân bọn họ nói, hai cái con huyền thiên xích hổ cùng với tấn ảnh nuôi báo này đã bị ta thuần phục. Bọn chúng bây giờ là sùng vật của ta, không đả thương người. Tốt, ta lập tức đi. Diệp Bình như được đại xá, chạy về Diệp Gia Bảo. Trên tường thành nghe được tin tức Diệp Bình mang trở lại, bọn người Diệp Thương Huyền ngây người. Thần Nhi nói huyền thiên xích hổ cùng tấn ảnh nuôi báo bị thuần phục, bây giờ là sùng vật quán, các người thấy thế nào? Diệp Thương Huyền nhìn về đám người Diệp Chiến Thiên. Thần Nhi này, mỗi hành động đều là kinh người, mới để trái tim bọn hắn yên tĩnh một hồi rồi lại ra hai cái con cấp 9 yêu thú. Thu phục yêu thú trưởng thành nam sùng vật, cái này không khỏi quá nghe rợn người. Có nghe kể một ít người bắt yêu thú nhỏ về nuôi, nhưng những yêu thú từ nhỏ lớn lên cùng nhân loại dần dần phải mở hung tính trên người, có thể nghe người ta chỉ huy nhưng thỉnh thoảng vẫn nổi điên. Yêu thú trong núi rừng lớn lên một đám hung hãn dị thường, giả tính khó thuần phục, cho dù có thể đem chúng thuần phục ít nhất là nhiều năm thời gian, hơn nữa thỉnh thoảng xảy ra vấn đề ngoài ý muốn. Chuyện nuôi yêu thú như vậy cũng chỉ có các quý tộc Tây Vũ Đế Quốc mới có thể làm, hơn nữa phần lớn đều là nuôi trong lồng. Diệp Sát Bảo lại không có lồng à? Nếu huyền thiên xích hổ cùng tấn ảnh nuôi báo này thật nghe lời thật gì mà nói, Diệp Sát Bảo chúng ta có thêm hai cái cấp 9 trung kỳ cao thủ. Ánh mắt Diệp Chiến Long tỏa sáng nói, thì cách hắn có chút thích mạo hiểm. Ta xem vẫn là thôi, vạn nhất huyền thiên xích hổ cùng tấn ảnh nuôi báo dữ dội lên đạn thương người, chúng ta chế trụ không nổi. Diệp Chiến Hùng vội vàng nói, ý nghĩ Diệp Chiến Hồng quá nguy hiểm. Cho tới nay cử động thần nhi vô cùng nhiều, ngay cả ta đoán cũng không ra, ở Diệp Gia Bảo ta coi như là một cái dị số. Hắn nói thuần phục huyền thiên xích hổ cùng tấn ảnh nuôi báo, ta là lựa chọn tin hắn. Nếu như không phải bị thuần phục, huyền thiên xích hổ cùng tấn ảnh nuôi báo hai yếu tố thế nào nguyện ý sống chung một chỗ chỉ sớm đã đánh nhau. Diệp Chiến Thiên nghĩ ngợi chốc lát lại nói, vì lý do an toàn, để cho thần nhi trước đem huyền thiên xích hổ cùng tấn ảnh nuôi báo an trí phía dưới tường thành. Phương pháp này không tệ, chúng ta trước tiên quan sát một chút, xem có hay không hai cái con huyền thiên xích hổ cùng tấn ảnh nuôi báo đã thương người. Diệp Thương Huyền gật đầu nói, huyền thiên xích hổ cùng tấn ảnh nuôi báo chỉ có thể ở trên mặt đất trống bên ngoài tường thành ngưng lại. Hai người Diệp Huyền cùng với Diệp Chiến Thiên từ tường thành tung người nhảy xuống hướng Diệp Thần tới. Bất kể Diệp Thương Huyền hay Diệp Chiến Thiên, ở lúc đối mặt hai con cấp 9 yêu thú, lòng có thiên sợ hãi. Trong núi rừng đi lại, nếu như đụng phải yêu thú cấp 9, bọn họ e sợ tránh còn không kịp. Diệp Thương Huyền cùng với Diệp Chiến Thiên cẩn thận một chút, đi tới vị trí cách huyền thiên xích hổ cùng với tấn ảnh nuôi báo 5-6 thước, toàn bộ tinh thần đề phòng, e sợ huyền thiên xích hổ cùng tấn ảnh nuôi báo dữ dội đã thương người. Thần nhi, ngươi từ chỗ nào tìm tới hai con yêu thú cấp 9 này? Bọn chúng thật nghe lời ngươi nói. Chương 94, Đại Mao Nhị Mao. Diệp Chiến Thiên hỏi, ánh mắt nhìn hướng huyền thiên xích hổ cùng tấn ảnh nuôi báo, hình thể khổng lồ ở tiền phương, lòng rung động không dứt. Trước đây bọn họ gặp qua yêu thú cường hãn nhất cũng là độc giác tích chỉ công nhập Diệp Gia Bảo, khi đó toàn tộc vây công cũng là chế phục không được. May mà có hỏa dược của Diệp Thần chết, bây giờ dù thực lực bọn họ đại tăng, nhưng mà đối mặt với hai con cấp 9 yêu thú vẫn rất có áp lực. Thấy bộ dáng Diệp Thương Huyền cùng với Diệp Chiến Thiên kinh hồn tăng đảm, Diệp Thần không khỏi bật cười. Bất quá suy nghĩ một chút, yêu thú đáng sợ như thế ở cái thế giới này cơ hồ là xâm nhập lòng người. Nhất thời bán hội muốn thay đổi quan niệm của họ dường như rất khó. Nghĩ tới như thế nào mới có thể làm cho bọn họ tiếp nhận đại mao cùng nhị mao. Thần nhi, mặc dù yêu thú sẽ khuất phục võ lực của nhân loại, nhưng mà bọn chúng dạ tính khó thuần, chắc không biết nghe lời người ta chỉ huy. Diệp Tương Huyền nói, hắn được chứng kiến mấy cái đại gia tộc lùi yêu thú cũng nhốt trong lồng sắt, một khi tản ra sẽ là vệ người. Thúc công phụ thân, bọn chúng quả thực rất nghe lời. Diệp Thần vất tay nhìn về huyền thiên xích hổ cùng tấn ảnh nuôi báo bên cạnh. Đại mao nhị mao, ngồi xổm xuống, cái này là thúc công của ta, đây là phụ thân ta, các người nhớ kỹ cho ta, sau này lời bọn họ cũng là lời của ta giống nhau, cũng phải nghe biết không? Diệp Thần dứt lời, huyền thiên xích hổ cùng tấn ảnh nuôi báo rất nhanh ngồi xổm xuống, đôi mắt trông mong nhìn Diệp Thần, còn có Diệp Thương Huyền và Diệp Chiến Thiên. Diệp Thương Huyền cùng Diệp Chiến Thiên cảm thấy ngoài ý muốn, cấp 9 yêu thú vì nói đã có linh trí, nhưng muốn khiến chúng nghe theo nhân loại ra lệnh tương đối khó khăn. Diệp Thần đến tuột cùng sao làm được? Trước mắt hai con huyền thiên xích hổ cùng tấn ảnh nuôi báo này, đối bọn họ giống như một chút địch ý cũng không có, trong ánh mắt bọn hắn tựa hồ lộ ra ý tứ lấy lòng. Diệp Thương Huyền cùng Diệp Chiến Thiên hỏi, nghĩ có hay không mình nhìn nầm. Thần nhi, người dùng phương pháp gì thuần phục chúng? Diệp Thương Huyền tò mò hỏi. Hắn đánh bạo một chút tới gần. Diệp Thần suy nghĩ một chút, thần hồn vật này không thể nói,
nếu không đoán không chừng sẽ bị làm thành người loại ngoại tộc, nghiền nói. Hải Nhi dùng một chút phương pháp đặc thù, sau này Thần Nhi sẽ nói cho các người biết. Tin tưởng Thần Nhi, hai con yêu thú này không có chúng ta ra lệnh, tuyệt đối không đả thương người. Nghe được Diệp Thần nói như vậy, Diệp Thất Huyền cùng Diệp Kính Thiên không hỏi nữa. Bọn họ thử nhích tới gần Huyền Thiên Xích Hổ cùng Tấn Ảnh Lôi Báo. Trên tường thành, mọi người Diệp gia tộc tò mò thăm dò, thấy Diệp Thương Huyền cùng Diệp Chính Thiên dần nhích lại gần Huyền Thiên Xích Hổ cùng Tấn Ảnh Lôi Báo. Thấy tên bọn hắn nhanh nhảy ra lồng ngực, thấy hai con yêu thú vẫn không đối với Diệp Thương Huyền cùng Diệp Chính Thiên biểu đạt bất kỳ địch ý, một đám hưng phấn mà thảo luận. Hai con yêu thú này thật không có đả thương người. Nào có yêu thú không đả thương người, chẳng qua là hung tính của bọn chúng không có pháp tắc à? Tộc trưởng nói bọn chúng không đả thương người, chắc chắn không đả thương người, ta tin tộc trưởng. Ta cũng tin tưởng. Dưới tường thành, Diệp Thương Huyền chậm rãi tiếp cận Huyền Thiên Xích Hổ, tay phải chạm tới da lông của Huyền Thiên Xích Hổ. Huyền Thiên Xích Hổ cúi đầu xuống. Diệp Thương Huyền còn tưởng rằng Huyền Thiên Xích Hổ muốn thế nào, lập tức toàn bộ tinh thần đề phòng. Đã thấy Huyền Thiên Xích Hổ cúi đầu diễn tả thiện ý, không khỏi ngượng ngùng cười một tiếng. Diệp Thương Huyền cùng với Diệp Chiến Thiên chia tay ra sờ soạn Huyền Thiên Xích Hổ cùng Tấn Ảnh Lôi Báo, lòng mang sợ hãi lập tức nhỏ đi nhiều. Còn Huyền Thiên Xích Hổ lại là đại mao, Tấn Ảnh Lôi Báo gọi là nhị mao, đại mao lăn một vòng, nhị mao đứng trọng ngược. Diệp Thần tiếng vừa dứt, Huyền Thiên Xích Hổ lăn một vòng, còn Tấn Ảnh Lôi Báo rõ ràng không rõ đứng trọng ngược là gì, hắn ngửa mặt làm chồng ó. Ta cho người đứng trọng ngược, không phải cho người làm chồng ó. Diệp Thần cười phun ra ngoài. Tấn Ảnh Lôi Báo ai oán một tiếng, tội nghiệp nhìn Diệp Thần, nó không hiểu đứng trọng ngược là gì. Yêu tú thuận theo như thế, bản thân ta lần đầu thấy. Còn người Diệp Thương Huyền cùng Diệp Chiến Thiên nhanh chóng rụng đi ra, không đơn thuần là họ. Trên tường thành một đám tộc nhân là luôn miệng hô ly kỳ. Hai con yêu tú cấp 9, nếu có thể giúp Diệp gia bảo chiến đấu, cái này là một huyền án kinh người cỡ nào. Lòng Diệp Thương Huyền cùng Diệp Chiến Thiên rất chấn động. Nếu có chiến lực thế này, Diệp gia bảo ít nhất không cần e ngại Vân gia bảo, áp lực từ Đông Lâm quận vương nhỏ rất nhiều. Diệp mong một đám thiếu niên thành quần kết đội thành xuống tường. Các người như thế nào đi xuống? Diệp Thương Huyền thấy cả đám Diệp Mông tới quát lớn. Thúc công, chúng ta muốn tới xem Huyền Thiên Xích Hổ cùng Tấn Ảnh Lôi Báo một chút. Nghe còn không sợ cọp. Đám người Diệp Mông đối với yêu thú lọc mà sợ ai không có mạnh như vậy. Mấy người là gan rất lớn. Đối với hai con yêu thú cấp 9 tràn ngập tò mò. Tộc trưởng, bọn chúng thật không đả thương người sao? Diệp mình có chút nóng lòng muốn thử. Yên tâm đi, không có mệnh lệnh của ta bọn chúng không đả thương người. Diệp Thần cười. Đám người Diệp Mông, Diệp Bình rối rít đi lên sờ con Huyền Thiên Xích Hổ cùng với Tấn Ảnh Lôi Báo, xác định Huyền Thiên Xích Hổ cùng Tấn Ảnh Lôi Báo đúng là không đả thương người. Một đám siêu cấp hưng phấn, mấy người tò mò đông tới xem một chút đông một chút tây. Ở trên người Huyền Thiên Xích Hổ cùng Tấn Ảnh Lôi Báo cào cào đi, Huyền Thiên Xích Hổ cùng Tấn Ảnh Lôi Báo nằm úp xuống đất, có lúc đẹp lưỡi liếm liếm mọi người. Ta cảm thấy đại mào nghe không dễ, không đủ khí phách. Con Huyền Thiên Xích Hổ này hẳn gọi là phách thiên hổ. Tấn Ảnh Lôi Báo thì sao? Nó toàn thân màu vàng, thắt lưng mạnh như vậy gọi là đại hoàng phong đi. Một chút cũng không dễ nghe, vẫn là đại mào nhị mào tốt nhất. Đám người Diệp Mông tính tình trẻ con, một đám hàng hái bừng bừng thảo luận. Lúc này trên tường thành, các tộc nhân kìm nén không được rồi, xíu rít xuống dưới, ở bên ngoài vây xem. Xách xách than thở, hai cái con cấp 9 yêu thú này thật đúng là uy vũ. Đông đảo tiểu hải tử một lượt tới, rồi tất cả bọn họ kìm nén không được rối rít đi sờ sờ. Thấy Huyền Thiên Xích Hổ cùng Tấn Ảnh Lôi Báo dịu ngoan như thế, với bọn chúng không sợ hãi như trước nữa. Chương 95, phong quang vô hạn. Xem ra trình độ tiếp nhận của tộc nhân này là phi thường cao. Dùng không được bao lâu, đại mao cùng nhị mao hẳn có thể dung nhập vào Diệp Sát Bảo. Diệp Thần cố ý đi xa một chút để tộc nhân cùng đại mao nhị mao tiếp xúc. Thần hồn của hắn có thể cảm nhận đại mao cùng nhị mao hồn niệm bất động, một chút cũng không lo lắng đại mao cùng nhị mao không tuân mệnh lệnh. Thần nhi, hai con yêu thú cấp 9 thực lực thế nào? Diệp Thương Huyền hỏi. Thế đại mao cùng nhị mao dịu ngoan như thế, hắn có điểm hoài nghi chiến đấu lực của đại mao và nhị mao. Thúc công, lực chiến đấu bọn chúng tuyệt đối không thua bất kỳ cấp 9 trung kỳ cao thủ, Diệp Thần khẳng định nói. Diệp Gia Bảo chống sống nhiều hơn hai cái cấp 9 trung kỳ cao thủ. Lòng Diệp Thương Huyền vui rạo rực. Ở bên trong Đông Lâm quận, gia tộc nào có thể làm ra hai cái con cấp 9 yêu thú làm hậu vệ? Chiến Thiên, ta đi phòng bếp chuẩn bị một chút thịt tới cho đại mao nhị mao ăn, Diệp Thương Huyền nói, vui hớn hở mà thẳng đi. Cước bộ cũng nhẹ đi vài phần, bộ dáng Chiến Thiên tương đối cao hứng. Cộng thêm hai con cấp 9 trung kỳ yêu thú, Diệp Gia Bảo có ba cái cấp 9 cao thủ
Nếu như Diệp Thần có là cấp 9 trung kỳ, như vậy Diệp Gia Bảo có 4 cấp 9 trung kỳ cao thủ. Mình kinh nghiệm trận chiến lúc trước, huyền khí cũng đập sắp đột phá, xông phá cấp 9 trung kỳ. Tới lúc đó làm cấp 9 trung kỳ cao thủ ở phương viên trong vòng trăm dặm này, Diệp Gia Bảo hoàn toàn xứng đáng đệ nhất gia tộc. Thần nhi, ngày mai Diệp Gia Bảo cử hành khánh điện, tới lúc đó trên trăm gia tộc phòng bên trong Đông Lâm quận phái người tới chúc mừng. Người trở về cần chuẩn bị nhiều một chút, thay Diệp Ba Gia Bảo chúng ta hào hào tăng thanh thế. Diệp Gia Bảo ta thật lâu không có cảnh tượng như vậy. Diệp Chiến Thiên đắc chí vừa lòng, hướng nơi xa một chút, đem đại mao nhị mao an bài ở Diệp Gia Bảo cũng không ổn. Ta ở hậu viên trừ có một cái khối địa phương cho chúng làm hang ổ. Cả Diệp Gia Bảo tất cả là đắm chìm trong vui mừng. Trong khoảng thời gian này, tin vui liên tiếp tới. Bên trong Diệp Ba Gia Bảo từng nha cảm nhận biến hóa gần đây, các loại sự tích về Diệp Thần bị chuyển tới thần kỳ vô cùng, địa vị Diệp Thần trong suy nghĩ một đám tộc nhân Diệp Gia Bảo liên tiếp kéo lên. Diệp Gia Bảo náo nhiệt cả ngày. Lúc Huyền Thiên Xích Hổ cùng Tấn Ảnh Lôi Báo vào Diệp Gia Bảo, mọi người càng khua chiêng gõ trống không ngừng hưng phấn. Bên trong Diệp Gia Bảo răng đèn kết hoa, lộ vẻ vui mừng. Ngày thứ hai trời tờ mờ sáng, các tộc nhân Diệp Gia Bảo thật sớm đứng lên giết heo làm thịt dê. Trên đường phố bên trong bảo khắp nơi đều là tộc nhân sinh động. Đám người Diệp Thương Huyền, Diệp Chiến Thiên tất cả bận rộn, Diệp Thần cái gì cũng không hiểu, chỉ một bên nhìn thỉnh thoảng giúp một tay. Trên mặt tộc nhân tràn đầy kinh hỉ. Nghe nói khánh điện lần này ít nhất là mười mấy gia tộc tộc trưởng tới chúc mừng. Không chỉ nhiều đó, dù sao tộc trưởng sắp được Hiền Giật Dược Tôn thu làm môn đồ, đây là việc lớn khó lường. Gia tộc phương viên trong vòng trăm dặm hẳn là đi qua chúc mừng. Thử nghĩ xem trước. Trước kia Diệp Gia Bảo từng có cảnh tượng như vậy chăng? Những tộc nhân kia nói, mấy cái lão nhân trong tộc đã trả rơi lệ. Có thể thấy Diệp Gia Bảo hôm nay huy hoàng, bọn họ coi như chết cũng có thể nhắm mắt. Các người nghe nói không, tối ngày hôm qua đại mã cùng nhị mao lại đi theo mấy cái tiểu nữ Diệp Mông tiểu tử kia tuần tra cả đêm. Đại mao nhị mao này thật đúng nghe lời. Cũng vậy à, buổi sáng tao cho chúng nó hai khối thịt. Bên trong Diệp Gia Bảo dân phòng tương đối thuần phát, người nào đối với bọn họ tốt, bọn họ đối với người đó tốt từ nội tâm, cho dù là hai con yêu thú cũng vậy. Trời mới tờ mờ sáng, ngoài Diệp Gia Bảo đứng lên hàng dài, từng nhóm chọn trọng trách đã đợi bên ngoài Diệp Gia Bảo. Sau này Diệp Gia Bảo trong phương viên vài trăm dặm là thế lực lớn nhất, đợi Diệp Tần trở thành Hiên Giật Dược Tôn đệ tử, nói không chừng cả Đông Lâm quận cũng là phải so Diệp Gia Bảo như thiên lôi sai đầu đánh đó. Hôm nay Diệp Gia Bảo ăn mừng đại điển, bọn họ nào dám chậm trễ. Đại môn Diệp Gia Bảo chi nhà một tiếng mở ra, chỉ thấy hàng dài trước Diệp Gia Bảo. Mấy Diệp gia tộc nhân chịu trách nhiệm quản lý trật tự ngây người. Trước cửa Diệp Gia Bảo người ta tới tấp nập, nhìn không thấy cuối. Ông trời của ta ơi, cái này phải là bao nhiêu người mới xếp thành hàng lần lượt tiến vào. Lưu lại bái tiếp của các người. Một lát sau, đợt người thứ nhất bắt đầu tiến vào Diệp Gia Bảo. Quận Bắc Từ Gia đưa tự san hô một cây, dưỡng thần ngọc một khối, 500 linh chi 10 gốc, 100 năm hỏa sâm 30 gốc, 50 năm thiên hàn thảo 100 gốc. Một Diệp gia tộc nhân cao giọng nói, nghe được thanh âm phía sau chờ đợi một nhóm người lớn hai mặt nhìn nhau. Tự gia này thật là đại thủ bút, bọn họ tâm tình khác nhau, ít khi so sánh với Từ gia đưa nhiều hơn, có ít người sợ mình đưa lễ quá ít. Quận làm Doãn gia đưa tới thiên hỏa xá tiết một phần, 80 năm thiên hành quả một quả, tự lần giáp một bộ. Một đá sau Diệp gia tộc nhân nhìn sang một quà tặng lại cao giọng nói. Một người lại trận trận tiếng xôn xao, quận Nam Doãn gia tặng cả thiên hỏa xa thiên. Mấy cái Diệp gia gia tộc tiếp nhận danh mục quà tặng càng là xem càng hưng phấn. Những gia tộc này đưa tới lễ vật cũng là thứ tốt hiếm thấy, Diệp gia bọn họ trong mấy trăm năm qua chưa bao giờ nhận được tôn vinh như thế. Một đám lòng kích động tự hào không dứt. Lần lượt người gia tộc tiến vào Diệp gia bảo, những người lại đưa tới lễ vật tất cả vào trong bảo khố Diệp gia. Diệp gia bảo mấy trăm năm qua uể oải không phấn chấn, trong bảo khố rỗng tuếch, nhưng giờ đã không ngừng đưa thứ tốt vào, trên kệ cũng nằm bầy đầy. Ngay cả đám Diệp Thương Huyền cùng Diệp Chính Thiên cũng là phấn chấn không dứt. Giống như Từ gia, Doãn gia đại gia tộc này đưa đồ tương đối quý trọng, những tiểu gia tộc kia thực sự không cách nào sánh ngang. Liền đem tụ khí đan, ngừng khí đan để trong danh mục quà tặng. Có đưa 100-200 viên tụ khí đan, có xa hoa một chút thì đưa tới 1-2 viên ngừng khí đan. Cuối cùng thống kê một chút, có khoảng 130 gia tộc tới tặng lễ, đưa đồ gần nửa cách tàng bảo khố.
Diệp Sát bảo cho tới bây giờ không có sao hoa như ngày hôm nay. Người Diệp Sát ở trong bảo hành tộc, mỗi một người đều là ngẩng đầu ưỡn ngực hãnh diện,